Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mega Technology và mình là Thi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc laptop Dell Gaming G15-5515. Đây là dòng laptop gaming tầm trung, nhưng mà nó đã được thừa hưởng những tính năng nổi trội từ người anh em cùng nhà. Đó chính là dòng laptop gaming cao cấp Alienware. Nghe là thấy xịn xịn rồi đúng không nào? Và bây giờ hãy cùng mình đi vào đánh giá chi tiết để xem em nó có những điểm gì hấp dẫn nữa nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Hi, xin chào các bạn, chương trình Gearway hàng tuần đã quay trở lại rồi đây. Và phần quà của tuần này đó chính là chú chuột gaming đến từ nhà Aorus trị giá 550.000 đồng dành cho bạn may mắn nhất trong tuần này. Và để biết thể lệ tham gia chương trình thì hãy xem hết video ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhân vật chính của ngày hôm nay. Gaming thì chúng ta sẽ chú trọng vào cấu hình đầu tiên đúng không nào? Và để xem em đã có những gì nha. Ở chiếc laptop này thì chúng ta sẽ có CPU AMD Ryzen 7 5800H với 8 x 16 luồng, xung nhịp cơ bản là 3.2GHz và có thể ép xung lên đến 4.4GHz. Và cái chip này thì chúng ta sẽ có hiệu năng vô cùng mạnh mẽ và giúp cho các bạn xử lý đa nhiệm cực kỳ tốt. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có card đồ họa rời Nvidia GeForce RTX 3050 với công nghệ Max-Q thế hệ thứ 3, sử dụng AI và tối ưu hóa hệ thống mới. Ngoài việc giúp CPU phát huy một cách hiệu quả thì nó còn giúp các bạn tiết kiệm điện năng này và giảm được tiếng ồn đáng kể. Đấy, nó sẽ giúp cho các bạn thực hiện tốt các tác vụ văn phòng hay là thiết kế đồ họa 2D hoặc là 3D. Đấy. Bên cạnh đó thì nó còn có công nghệ DLSS sẽ đem lại cái hiệu suất tối đa và mang lại cái hình ảnh rất là chất lượng để cho các bạn vô tư chiến game. Chưa dừng lại ở đó, năng suất xử lý công việc của các bạn sẽ có thể được cải thiện đáng kể nhờ vào bộ nhớ RAM 8GB bớt 3200. Có hai khe để các bạn có thể nâng cấp tối đa lên 32GB nếu có nhu cầu. Và ổ cứng SSD 512GB có thể nâng cấp, giúp máy thao tác mập mả và lưu trữ thông tin cực kỳ nhanh chóng. Có thể nói là chiếc laptop này sở hữu cấu hình rất là ấn tượng. Giờ thì hãy cùng mình xem điểm Cinebench R23 trên chiếc máy này nha. Với điểm đa nhân thì chúng ta có 11.307 điểm và điểm đơn nhân là 1.413 điểm. Với cấu hình này thì quá là tự tin để mà cân tất mọi tác vụ từ cơ bản cho đến nâng cao rồi. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng test một số tựa game để mà đánh giá chi tiết hơn nhé. Và bây giờ thì chúng ta phải nói ngay đến cái ngoại hình của em nó thôi. Đấy, các bạn có thể thấy là nó có một cái thiết kế rất là ngầu luôn và nó vẫn mang đậm những cái nét hầm hố của dòng laptop gaming. Tuy là lớp vỏ được hoàn thiện bằng nhựa, nhưng mà khi chạm vào thì các bạn sẽ cảm nhận ngay được cái sự cứng cáp của em nó và cái bản lề cũng rất là chắc chắn nha. Và lớp vỏ này thì được phủ màu xám, là một cái màu mà mọi người hay nhận xét là một cái màu rất là thời thượng đấy. Không những vậy nha, ở trên bề mặt này thì chúng ta sẽ có những vệt nhỏ như là cái vết vẩy sơn vẩy lên đấy các bạn ạ, trông rất là bềnh. Nhưng mà không hiểu sao các bạn quay phim của mình thì lại bảo nó giống như cái bánh này. Đấy, không hiểu sao mà nghĩ được vậy luôn. Và xung quanh thanh máy thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều rãnh và khe. Mà anh em game thủ mà thấy nhiều khe như thế này là rất là mê rồi đúng không? Và đây là một cái hệ thống tản nhiệt được kế thừa từ dòng laptop gaming cao cấp Alienware. Nó sẽ hoạt động cùng với hệ thống hút gió kép từ phía trên bàn phím và phía dưới. Sau đó luồng khí làm mát này sẽ thoát ra qua 4 rãnh thông hơi phía sau bản lề và hai bên cạnh máy nhằm tối đa hóa luồng khí đi qua các ống đồng dẫn nhiệt. Vậy nên là các bạn không cần phải lo lắng với cái tình trạng nóng máy khi mà các bạn cày quốc hàng nhiều giờ liền trên em máy này nữa. À, còn một cái điểm nữa đó chính là về cân nặng của em máy này. Thì em máy này có trọng lượng là 2,8kg. Đối với những dòng laptop gaming thì anh em game thủ thấy cái trọng lượng này cũng gọi là bình thường đúng không? Nhưng mà đối với mình khi mà nhắc lên nhắc xuống này cũng khá là nặng ấy, như là tập tạ đấy. Đấy. Nhưng mà mình cũng rất là quen với những cái kiểu này rồi vì mình cũng thường xuyên review về laptop gaming mà. Tiếp đến là về màn hình của em máy này. Màn hình của chiếc laptop này có kích thước là 15,6 inch, độ phân giải Full HD và cạnh viền khá là mỏng, màu sắc ổn định và hình ảnh cũng rất là rõ ràng. Và một điểm mà các bạn cũng sẽ rất là quan tâm về thông số màn hình của laptop gaming đó chính là tần số quét. Và ở chiếc laptop này chúng ta sẽ có tần số quét là 120Hz, đủ để đáp ứng tốt cho các tựa game tốc độ hay là game FPS để các bạn có thể thỏa sức chiến game. Bên cạnh đó thì nó còn được trang bị thêm các công nghệ như là chống chói, tiết kiệm điện năng, góc nhìn rộng sẽ tạo được sự thoải mái khi mà các bạn nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền. Ngoài ra thì ở cánh trên còn được trang bị thêm các cam sẽ hỗ trợ cho việc học tập hay là làm việc online. Rồi xuống dưới phần bàn phím nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím full size và bề mặt của bàn phím cũng rất là chắc chắn, không hề có tình trạng bị flex. Thanh chìm phím khá sâu và độ này tốt. Đồng thời thì bàn phím còn được trang bị thêm led nền màu cam trên nền phím đen.
Mình rất là thích sự phối hợp này nha. Trông rất là chiến luôn. Cày game vào buổi tối thì thôi khỏi phải nói luôn nhá. Và bây giờ nói về thuốc bát đi. Thì chúng ta sẽ có một cái thuốc bát với kích thước khá là nhỏ, và mình cảm nhận nó cũng khá là mượt đấy, và di chuyển cũng rất là nhạy. Nhưng mà đối với các bạn game thủ thì sẽ thích dùng chuột hơn đúng không nào? Vì vậy mà cái vấn đề này nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Và nói về cổng kết nối luôn nhá. Chiếc laptop này được trang bị rất là đầy đủ các cổng. Bên trái thì sẽ có cổng LAN này và jack tai nghe 3.5. Bên phải thì sẽ có hai cổng USB A. Và đằng sau thì sẽ gồm các cổng lần lượt là USB Type-C, USB A, HDMI và sạc. Với kiểu các cổng kết nối được trải đều như thế này thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng cắm dây bị vướng víu dây này với dây nọ. Đây cũng có thể coi đây là một cái điểm cộng của em máy này. Về âm thanh của em máy này thì cũng được nhà sản xuất chú trọng khi mà trang bị cho máy thêm hệ thống loa kép cùng hệ thống âm thanh vòm 3D, đem đến cho chúng ta trải nghiệm âm thanh chân thực và âm bản to rõ ràng. Với âm thanh vòm này thì sẽ phục vụ cho việc như là nghe nhạc, xem phim này, thì sẽ đem đến cho các bạn những cái âm thanh rất là sống động. Còn đối với những tựa game như là AAA này hay là GTA 5 thì các bạn sẽ cảm nhận được cái âm thanh của nó rất là chân thực. Giờ thì test một vài tựa game trên chiếc laptop này nha. Đầu tiên là với tựa game Valorant. FPS lúc này là trên 110, nhiệt độ CPU rơi vào khoảng 76 độ C và nhiệt độ của GPU lúc này là 64 độ C. Bây giờ thì vào PUBG chạy bo một vòng nha. Với setting medium thì chúng ta có mức ổn định là từ 60 FPS, nhiệt độ CPU là 82 độ C và GPU là 67 độ C. Sau khi trải nghiệm thì mình thấy là chiếc máy này chơi game rất là mượt, không gặp tình trạng crack hay là giật lag, và thân máy cũng khá là mát mẻ. Tuy nhiên có một điểm đó là phần bị tay hơi nhỏ, cùng với đó là cái phần thuốc bát nó hơi lệch về phía bên trái, nên để tránh gây ảnh hưởng trong quá trình chơi game thì các bạn nên tắt thuốc bát đi nha. Vừa rồi mình đã cùng các bạn tìm hiểu về chiếc laptop Dell Gaming G15515. Có thể thấy được những cái điểm mạnh nổi trội của nó như là hiệu năng mạnh mẽ này, thiết kế đẹp này, chiến game thì cực kỳ căng luôn. Với số tiền chưa đến 26 triệu đồng thì mình nghĩ các bạn không nên bỏ qua em nó, vì mình thật sự đánh giá cao về em máy này. Mình là mình nghiền em nó lắm rồi đấy. Và về chi tiết sản phẩm thì mình có để ở đường link bên dưới phần mô tả, hoặc là các bạn có thể đến ngay Mega Technology để trải nghiệm thực tế với em nào nhé. Và bây giờ là thể lệ của chương trình Gear của tuần này. Bước thứ nhất, các bạn hãy nhấn like video này và nhấn subscribe kênh Mega Technology. Bước thứ hai, các bạn hãy comment bát số cuối của chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân và để lại nhận xét của mình về chiếc laptop Dell G15. Bước cuối cùng, đừng quên share video này về trang cá nhân của mình nhé. Và kết quả sẽ được công bố vào lúc 9 giờ sáng thứ năm tuần sau trên fanpage của Mega Technology. Chúc các bạn may mắn.